Dung xin kính chào bà cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Katia đồ cuộc sống Pháp. Thì mấy bên nhà hàng của Dung á, thì hàng xóm người ta trồng rất là nhiều cây lâu năm, nhưng cô chú anh chị trồng rất là nhiều trúc, mà khi nó cao lên á, cái là nó gây nhiễu cái đồ thu sóng phát tivi của mình, cho nên là mình đổi qua bên đây. Xin chào. Ah oui, mais bienvenue, hein, faut... Oui. Mais tu n'es jamais allé, alors? Non, pas encore. Je ne connais pas, non. Ah ouais? Il faut aller un jour. Con gì vậy trời? Con mèo. Oh là là. Ça c'est quoi, c'est... Cái đuôi. C'est le cœur, c'est le cœur. Oh là là. Ah là. Bonjour. Ôi, đi rửa mặt đi ông ơi. Voilà vi. Voilà vi la figure. Ôi trời ơi. Các con đi nhà trẻ về đó cô chú anh chị, mà tụi nó muốn bệnh hay sao á, mà nó kêu mẹ ơi nấu phở cho con ăn đi. À, Dung ơi, hôm nay Dung đi nấu phở cho các con. Dung nấu phở, nhưng mà Dung nấu phở hầm bà lằng của chú anh chị ơi. Đây là xương ống. Ông xã Dung á thì kêu cho giò heo vô. Móng heo chứ. Móng heo á cô chú anh chị. À, Dung nói trời, nấu phở bò cho móng heo ra giống gì. Nhưng mà ông nói thôi nhà mình ăn mà. Đâu có mình đâu có mời khách đâu mà mình ấy. Cho nên là Dung cho thêm 2 cái móng heo cho xã Dung. Còn thằng con của Dung á thì nó kêu mẹ nhớ cho chân gà. Cho nên là Dung luộc thêm chân gà đó, là phở này là phở tập tàn luôn của chú anh chị, hầm bà lằng ở trong á. Còn một lát Dung không có nấu bắp bò của chú anh chị ơi. Một lát thì mình cho thịt bò tươi. Giờ mình để Dung trụng ơi. Hồi nãy cái xương ống thì Dung rửa qua nước sôi rồi, nhưng mà Dung thấy nó vẫn còn dơ, cho nên là để Dung trụng cái này trước, xong rồi một lát Dung vớt ra. Mình đổi một cái nồi nước khác để bây giờ mình sẽ đi hầm xương. Dung ơi, nướng hành tây, gừng và hành tím. Bây giờ mình sẽ cho vào nước dùng để hầm. Dung cho ít viên đường phèn, một tí xíu nước mắm, muối và bột ngọt. Thì bột ngọt Dung niêm ít lắm cô chú anh chị ơi đó, một chút xíu vậy thôi, vì cho tụi nhỏ nó ăn á, mà với lại Dung ăn bột ngọt là Dung ngày ngật á, cho nên là mình không có nêm nhiều, mình nêm tí xíu để nhiều khi dằn cái vị mặn lại thôi. Nước mắm á, thì Dung xài nước mắm con cá. À, mà điều nó cũng không có mặn lắm nha cô chú anh chị, cái nước mắm này thì nó nhạt lắm. Đó, nêm mình nêm vô đây thôi, một lát thì mình nêm lại. Bây giờ chân gà nó mềm rồi cô chú anh chị, Dung vớt chân gà ra, vớt giò heo thì nó chưa có mềm dữ. Mình cho Dung thêm tay hồi quế vô nha cô chú anh chị, mình rang lên rồi mình cho vô. Nó đi học về, nó đi nhà trẻ về nó đói bụng đó cô chú anh chị, nó nằm nó rên nãy giờ này, Dung làm chưa kịp nè. Trong móng heo thì chưa có được mềm dữ, để ninh chút xíu nữa đi cô chú anh chị ơi. Chân gà thì mềm, Dung vớt ra rồi. Cái tô này là của bọn nhỏ. Đây là cái tô phở của ông xã Dung. Phở mà ăn với giò heo là không biết đường đỡ luôn. Tô của tụi nhỏ. Lui thì chân gà Dung để một cái tô riêng. Dung nấu cái nước phở này nó bị đục nha cô chú anh chị. Tại vì không biết là chắc cho giò heo hay cho chân gà chứ sao á. Ê ê, Xin chào bà cô chú. Xin chào bà cô chú. Các bạn mà passer un gâteau. Tu l'as à côté là.
Dung xin kính chào bà cô chú anh chị và các bạn. Dung xin mời ông bà cô chú anh chị và các bạn ăn phở với gia đình Dung nhé. Dung ăn phở với nước lèo thôi cô chú. Phở là super phô, ăn thịt. Maman, t'es sérieuse? On est en plaité, pourquoi on mange ça? Maintenant, je transpire. Non, non, mais maintenant, on mange rien, moi, ça m'a dit. Attends. Ah oui, va vite. Il a fait le petit chat aujourd'hui. Quoi? Il a fait le petit chat aujourd'hui. Non, rien. Non. Il est chaud, non? Non. Bà lấy cái đũa à? Bà lấy đũa rồi luôn. Louis rất là mê ăn chân gà, mà mỗi lần bà ngoại thấy Louis ăn chân gà trên video là bà ngoại la. Nói là Dung cho con ăn chân gà nữa là mới mút nó viết là nó bị rung tay. Dung nói Dung sẽ dùng mặt trời bên ngoài. Nó hầm lắm rồi chú anh chị, trời ui 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 á mà nó khó chịu lắm. Mùa hè là Dung mấy cái món nước là Dung muốn bán luôn nha mấy chú anh chị, mà cũng không ăn hết trơn á. Trời nắng quá đó, người ta ăn salad là nhiều, bún chả giò rồi này kia có rau á. Ngon chưa con? Ngon. Bon nana. Venez là les pâtes, les pâtes. Ah ouais, t'as carrément arraché une pousse. Dùng dùng xem ở trên TV đó chú, người ta đi du lịch đó. Giống như là du lịch mà trọn gói á cô chú anh chị, một cái gói ví dụ một cái gia đình hai vợ chồng hai đứa con thì đi vô cái khu camping á thì là nó có ăn uống ngủ nghỉ chơi luôn cô chú anh chị, đó là hết 4.600 là cho một tuần thì 4.600 mà cho một tuần đó cô chú anh chị. Thì họ quay ở trên TV á thì họ nói là giống ở trong đó là cái giá thật sự á là chỉ có khoảng 1.600 thôi. Nếu như mình đi tự túc, mình không có đi nguyên cái tour vậy đó, mình cũng vô mình ăn uống, mà mình ăn uống là mình tự mình nấu. Còn trong đó ăn thì cũng mì, cũng bá, cũng mấy cái món đơn giản thôi cô chú anh chị, chứ cũng không có đặc biệt nha. Thế thì mà nhiều người người ta đi như vậy mà người ta chi tiền, nhưng mà ở trên TV họ nói là giống như họ không có tính á, nhưng mà tính ra là mình mất tiền nhiều lắm. Je raconte des il y a fait voir la télévision la famille qui va dans le camping mais il payait tout comme les là tu sais oui. Pour la famille une semaine il y a de tout comme les là dans mais ça sử dụng nói là nó mắc hơn là mình đi tự túc chứ anh chị. Du lịch á, Dung thuê nhà, mình thuê cái nhà, miễn có cái bếp mình nấu ăn là được rồi, có cái phòng, miễn phòng nhà sạch sẽ là được rồi cô chú anh chị, mình ngủ thôi chứ đâu phải nhà của mình đâu, mình đòi hỏi chi là chi đủ, miễn là có cái bếp nó sạch sẽ, nó chỗ mình nấu ăn uống, đồng ý là mình sẽ đi ăn ở ngoài, nhưng mà ăn ở ngoài trời, cô chú nghĩ đi, ăn trưa, ăn tối, ăn sáng mà ăn ở ngoài không là không có chịu tiền nổi luôn chứ anh chị ơi. Đuối lắm mà Dung, mà bữa hôm Dung về đi qua Tây Ban Nha nha, Dung ăn sáng ở khách sạn, mà buổi trưa hoặc là buổi tối nhiều khi Dung đi ăn ở ngoài cho chú anh chị, mà cô chú anh chị tính là mà ăn một cái bữa ăn mà bình quân rẻ nhất thôi là cũng 80-90 mà Mama, một ngày hai buổi thì tôi được. Mama, tu peux prêter mes ventes
S'il en reste des éventails. Quitte-le, quitte-le. Mình đi 2 ngày thôi cô chú anh chị, mình còn ăn ngoài vậy được nghe, mình nếu mà đi chơi 1 tuần á ăn ngoài bây giờ là đuối cô chú anh chị ơi. Ở bên này á nhiều nhà thì giống như người ta làm nhưng mà người ta cũng chơi vậy lắm cô chú anh chị, nhà nào thì như là ăn than không tiền á thiệt, mình than nhưng mà nhiều người Pháp ta còn than dữ nữa cô chú anh chị ơi. Mà hả, à, cứ tới kỳ nghỉ là mạnh ai cũng đi hết trơn á. Bên này á giống như có một cái gói hỗ trợ giống như cho vay đó cô chú anh chị, mình đi vay tiền xong rồi mình đi chơi xong rồi đi làm mình trả trở lại, cái đó là không định điểm bình thường cô chú anh chị ơi, chứ không phải là giàu nghèo gì. Nó hầu như họ không phải là hầu hết mọi người nhưng mà 10 người chắc cũng chừng 5 gia đình vậy rồi. Je racontais ici ces étaient les crédits pour la vacance. Donc les gens qui ont le moyen, je vous demande des crédits pour la vacance. Mais après tu rentres de vacances, tu travailles, tu le rembourses. Tu as un crédit, mais celui suivant c'est que tu gagnes. Anh giả dùng nói là cái mức vay là tùy theo cái mức lương mình làm á cô chú anh chị, mình thu nhập bao nhiêu, nhiều hay ít thì họ mới cho mình vay bao nhiêu có giá trị thôi. Dung cái đó Dung không có rành. Ở nước Pháp á, người ta giống như là tạo điều kiện cho mọi người thư giãn. Đó, như ở đây những gia đình nào mà không có thu nhập thấp đó, thì chú anh chị thì bên là cấp họ cũng hỗ trợ cho đi chơi, nhưng mà vào những cái khu mà họ quy định thôi. Còn những cái gia đình nào mà như mình họ chơi theo túi tiền á cô chú anh chị, mình có ít thì mình đi theo cái kiểu mà bình dân, ai mà có tiền hơn thì họ đi những cái khu sang chảnh. Nhưng mà nhà mình có con nít đó thì mình đi những cái khu nào mà có hồ bơi, có mấy cái dịch vụ cho trẻ con của chú chị. Dung là Dung đi với không phải Dung đi, kiểu như chủ yếu là mình thư giãn thôi. Đi cũng rửa rồi ạ. Rồi. Rồi sao hay đưa cho chú ra bên đó mà là bằng. Ça glissait, le nous, j'ai failli m'empreindre sur les cheveux. Oh, oui, oui. Ah, mais bữa nay nó đi công chạy xong về nó cứ nói đau bụng hoài, giống như thằng này nó giống như là nó chuẩn bị ra cái gì đó. Rồi nay là sốt. Maman, je te dis, j'ai tout bougé, mais là j'ai, je sais pas pourquoi, mais j'ai mal au ventre. Allez, on va lui faire plaisir à maman. Oula. Ôi trời ơi. Ở trên TV thì họ đưa nhiều cái tin là nhiều khi mình không có nghĩ tới luôn á cô chú anh chị. Thì họ nói là trong những cái khu mà du lịch nhiều á, là những cái nông trại gần đó là bị trộm á cô chú anh chị, người ta trộm trái cây, trộm rau, trộm đồ này kia đó là nhiều lắm luôn. Nên là chủ nông trại á, người ta quả quá là người ta báo với lại bên Gendarmerie á, là họ quay trên TV là đi tuần đó cô chú, là bắt được rất là nhiều. Dung rất là thích xem cái chương trình TV và giống như những cái mình gọi nó nôm na là giống như những cái tai nạn, những cái điều thú vị trong những cái kỳ nghỉ của chú anh chị. Thì họ quay á, ở bãi biển đó là đông nghìn nghịch như kiến luôn vậy đó cô chú anh chị. Nguyên cái gia đình đó đi là 5-6 người, nhưng mà có mỗi con bé con đó là 6 tuổi rưỡi cô chú anh chị, mà nó đi lạc, nó đi từ đầu bãi biển dưới này mà nó đi tuốt lên bãi biển dưới kia mà đông quá rồi nó không tìm được ba mẹ nó luôn. Thì nó lại cái trẻ chỗ mà của những cái người mà quản lý bãi biển đó cô chú anh chị. Papa,
người ta báo qua trên loa là để tìm thân nhân, nhưng mà không ai lại nhìn luôn, không ai đó. Thì những cái người mà quản lý bãi biển thì người ta nói nếu mà bây giờ phải đi tìm từng cái dù vậy đó, nó diễn tả là hai cái dù màu cam, một cái dù màu xám để cắm kế bên nhau là cái chỗ mà ba mẹ nó đang tắm biển á, thì người ta bây giờ phải tìm từng cái dù đó. Nếu là họ nói là nếu mà không tìm được á, thì phải hỗ trợ bên Randa Marie. Nè Dung để cái bàn tay Dung nha. Nè Dung là đen rồi nha cô chú. Mà nó đen không? Nó đen gì mà dữ thiệt chứ. Ôi. Cái gì chút que vous aimez pas, faut toujours goûter. Avant de dire déjà. J'ai quoi le nom d'un côté? Il faisait plaisir des fois. Tu goûtes plus quoi? Est-ce que je ai chưa là cô chú mà những cái món nào cô chú không thích á, là ông bà cô chú nên ăn thử rồi mà nó không thích chứ đừng nó không thích liền, nó giống như nó vậy đó, nó đâu có thích ăn chân gà đâu mà nó ăn thử. Nó có aussi des petits pois. Ah ouais, allez un peu des pois. Nói chung là ngay cao điểm mùa du lịch đó là nhà mình không có thích đi, và Dung mà đông người là Dung ngợp dữ lắm cô chú anh chị, Dung chịu không có nổi. Là mình khi mình đi siêu thị rồi này kiểu vậy nữa, mà đông người á là Dung ít có đi lắm. Ví dụ như vô cái chỗ mà lúc mà Noel á cô chú anh chị, vô mấy cái trung tâm mua sắm á là người ta cứ nghịch nghịch đó, là mình cứ mệt trong người, mình chóng mặt lắm nên rất là khó chịu. Dung mà đi chơi là lúc mà ra mùa đi chơi á, người ta đi rồi hết rồi người ta về đó, mà tới mình mới đi. Dân Việt Nam mà dân chị nó khoái ở trần dữ lắm, mà nhiều khi gặp trời nắng nó chơi ở ngoài á, Dung muốn cho nó có trần. Tu m'as pas pourquoi tu m'as pas fait goûter un jour et voilà. Cùng đi chien. Hey, chien. Dung cũng xin dừng cái video tại đây và xin cảm ơn bà cô chú anh chị và các bạn rất nhiều đã dành thời gian ăn bữa tối cùng với gia đình Dung. Thì ở Pháp vừa mới kết thúc Tour de France xong đó cô chú anh chị, thì bây giờ có một cái giải đua xe đạp cho nữ cũng vừa mới bắt đầu. Thì Dung khoái coi lắm cô chú anh chị ơi. Thì giải đua xe đạp sẽ đi ngang thành phố Albi với lại Toulouse của Pháp. Thì hy vọng là sẽ có khách du lịch. Dung xin chúc cho bà cô chú anh chị và các bạn có buổi tối vui vẻ bên gia đình nhé. Maman moi je m'ai absolument régalé. Mình đi tạm biệt ông bà cô chú rồi đi con. Chào tạm biệt ông bà cô chú. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à Clo et mettre la crédit. Non, n'attendez, n'attendez. Et vous abonner. Ah, t'as quelqu'un. On va coucou. On va coucou. T'as bien qu'on va coucou. T'as bien qu'on va coucou. T'as bien qu'on va coucou. On doit remettre mon. C'est bon, c'est pas super ouais. Gêné. Ouais. Ai còn được. 246 cái chân gà. Nè, nhưng nó không được khỏe đâu cô chú anh chị ơi. Nãy giờ là nó sốt nãy giờ. Kệ không cho nó ăn lót dạ xíu, anh cho nó uống thuốc ha.